上过了挫败几次，提过了背叛几次，才放弃昨日的幼稚。而世界再静不了，而对抗再动不了，谁可见手那些弱点？无人可以要巨轮停下半秒，良心发现可否再让我开始？ 但天可有半点风影，如何可将它扭转？抵不过只手遮天，谁可改变叫巨轮停下半秒？良心发现，这恨恨会否终止？越转越糊涂，越错乱，今天转身已是开始。你让你都听到了，魅力的原理không thay đổi，kẻ thay đổi là anh. Một tô hủ tiếu nam giang. Một tô hủ tiếu, dạ. Cho thêm bánh tôm nữa. Dạ được, dạ. Hai vị, tất bình cùng. Cảm ơn. Mời vô. Ông chủ tính tiền. Ông chủ, tính tiền nè. Xin lỗi nha. Tổng cộng 102. Anh Lực, sao sáng giờ cứ mơ mơ màng màng vậy? Anh không khỏe không? Đâu có đâu. Anh đang suy nghĩ sáng mai sau khi đón bà má em ở sân bay, đưa họ đi đâu ăn cơm thôi. Em cứ tưởng đâu anh không quan tâm tới, quên mất ngày mai bà má em ở Thái Lan qua chứ. Không lý nào, chỉ nhớ của anh tốt lắm mà. Em làm sao biết được anh có thật sự nhớ giỏi như vậy không? Nè, Lực à, mấy ngày tới tôi cho cậu mượn vợ của tôi, cậu chở dì và dượng đi tham quan tất cả các nơi, làm tròn trách nhiệm phải có của con rể đi, có biết chưa? Anh Tiêu à, con rể cái gì chứ, tụi em còn chưa đám cưới mà. Ê trời ơi, hai người không còn nhỏ nữa, bây giờ tiệm ăn đã đi vào nề nếp rồi. Hai người tranh thủ tổ chức đám cưới đi ha, sanh thêm hai đứa tạo thành chữ hảo. Vậy thì tuyệt vô cùng rồi, anh họ đây cũng vui vẻ vô cùng luôn. Số thân này của em, không ngờ cũng có cơ hội làm ông chủ. Có thể dừng lại. Còn nữa nha, có thể ở bên cạnh cô Nun. Thật tình có nằm mơ anh cũng không ngờ tới. Dạng sự khởi đầu nan. Lực à, lúc trước khi chúng ta mở tiệm, không nhờ anh tính của cậu chiếu cố cậu, tặng cho chúng ta món quà lớn như vậy, chúng ta cũng không có tiền đợt đầu mua lại cái chỗ này, phải trả tiền mướn cao. Bây giờ á, dù làm cũng làm cảm thấy thoải mái hơn. Cho nên mới nói, anh tính của cậu không chỉ là quý nhân của cậu, mà còn là ân nhân của cậu đó nghe. Anh tính đúng là tốt lắm. Bạn như vậy đúng là đáng quý lắm. Nhưng mà dạo này thì anh đã gặp một chuyện rất rắc rối. Ông trời công bằng lắm, ở hiền thì sẽ gặp lành mà. Anh tính làm nhiều việc tốt á, ông trời nhất định sẽ báo đáp cho ảnh, yên tâm đi. Hy vọng là anh vượt qua được chặng này. Cậu Bách, tới rồi sao? Chúng tôi tới đây thu dọn đồ đạc. Anh Cao, chứng nhận hành nghề của anh tôi đã tháo xuống cho anh rồi. Không biết sau này có còn xài nữa không? Lát nữa ra tòa sao? Không sao đâu. Phải đó, sau này có cơ hội chúng ta tiếp tục hợp tác. Không biết phải đợi tới khi nào đi. Cảm ơn hai người nhiều. Vậy thôi được, chúng tôi đi trước nha. Chúc may mắn. Công ty của ba ở đường bên cạnh, có khi nào hơi gần một chút không? Đại tỷ à, ba bỏ vốn mướn chỗ này đó không để ba quyết định được sao? Chỉ cần con có tiền, có đầu óc, biết nguyên tắc của trò chơi này, thế giới này sẽ có thể biến trắng thành đen, biến đen thành trắng. Có tiền rồi thì vô địch thiên hạ. Ba đã hại bạn gái của con, ba đã ăn nhầm với Nguyên, lý nào con không biết chứ? Chỉ là gái thôi, ba nuôi lớn hai con mà, ba thích làm gì thì làm, con là con của ba, nó cũng là con của ba. Thì ra ở trong mắt của ba, tụi con chỉ là một con rối, một con cờ. Anh hai. Má, Bách. Hôm qua ở trong điện thoại con đã kêu mọi người đừng qua rồi mà. Hôm nay con phải ra tòa, má nhất định phải tới đây ủng hộ con.
Ủng hộ cái gì chứ, con chết chắc rồi. Chính vì con không muốn mọi người nhìn thấy con bị tuyên án, cho nên mới kêu mọi người đừng có tới đó. Anh hai à, anh không thể như vậy được. Trong tình huống này anh cần phải tích cực hơn, lạc quan hơn để đối mặt. Nè, bây giờ tòa vẫn chưa tuyên án, chúng ta không thể biết sẽ xảy ra chuyện gì. Tóm lại anh phải biết, em và má nhất định ủng hộ anh tới cùng. Bé heo à, em không sao, anh đã mừng lắm rồi. Nếu lúc đó có mặt má, má có thể ngăn cản con, sẽ không ra nông nỗi như hôm nay. Má, hôm đó con đọc xong quyển nhật ký của Nana biết tên khốn đó muốn hại em của con, má có biết ngay lúc đó con giận tới nỗi muốn cầm đồ lên đâm chết ông ta. Chuyện cũng đã xảy ra rồi, bây giờ con rất hối hận bởi vì con thể hạ được ông ta. Con là luật sư mà, giết người sẽ bị xử tù chung thân. Bây giờ cậu mắc bị thương nhẹ, hy vọng lát nữa quan tòa sẽ nương tay. Anh nghe chưa? Bây giờ em và má đều rất tin tưởng ở anh. Anh nhất định không được bỏ cuộc. Dù là dài dòng cũng phải lặp lại một lần. Tóm lại em và má nhất định ủng hộ anh, ủng hộ tới cùng. Hey, có thể anh làm quá nhiều chuyện xấu cho tên khốn đó. Bây giờ đã tới lúc bị trừng phạt. Quyên. Quyên gọi cho em. Cô hỏi em có ngại cho cổ tới nghe xử không? Em nói nếu cổ không tới, anh mới thấy ngại đó. Đúng là lúc trước Quyên có sai, nhưng con cũng nhìn thấy, nó thật lòng với con lắm. Có ai mà chưa từng phạm lỗi? Tha lỗi cho nó đi. Bác, em có thể để anh ra không? Nếu như em không ngại, sau khi anh mãn hạn mất hết tất cả, chịu cực chịu khổ với anh thật sự rất muốn là một người cha tốt, là một người chồng tốt. Em không ngại, thực tế em không ngại. Em và con sẽ đợi anh ra, nhất định đợi. Do bị cáo nhận tội, cảm thấy hối hận với tất cả những gì mình gây ra, cộng thêm thư khẩn cầu của vài người nổi tiếng và chứng minh nhân cách, bị cáo thân là luật sư đã mất hết tương lai vì vụ án này, phải trả cái giá nặng nề rồi. Sau khi bổn tòa suy xét thận trọng, nay tuyên bố bị cáo 1 năm 03 tháng tù giam. Hả? Thế nào gọi là không tài nào thả tôi ra? Tôi xin lỗi ông Cao. Thật ra chúng tôi đã tìm đủ mọi cách rồi, nhưng mà thật đáng tiếc, lời khai của Mã Văn Thái thật sự hữu hiệu vô cùng. Ông đã nhận tiền của tôi là tới đây giải quyết vấn đề cho tôi, không phải nói cho tôi biết vấn đề đó. Tôi hiểu ông Cao. Hay là vậy đi, ông kể lại vụ án đó nó xảy ra như thế nào, để tôi coi coi có cách nào tìm được kẻ hở cho ông hay không. Được thôi. Lúc đó có thể nói muốn có cô Quạnh Tài đương nhiên phải mua vé bồ câu rồi, có đúng không? Ủa, tài trái sao? Phải đó. Cậu Thái thuận tay trái mà. Lúc đó tay trái của cậu Thái bị thương, làm sao có thể ký tên ngay ngắn như vậy? Ông coi. Ông Cao, lần này có cơ hội thật rồi. Vậy tức là sao? Chúng ta lập tức đề nghị tòa tiền xét xử. Tôi trình hết tất cả những chứng cứ. Nếu như chứng minh được chữ ký này không phải do đích thân Mã Văn Thái ký tên, tức là lời khai này hoàn toàn là rác rưởi, chúng ta sẽ có thể hủy bỏ trước khi vụ án này được tuyên án. Tôi nghĩ tôi hiểu ông nói gì. Tòa khởi tố hình sự bây giờ bắt đầu xét xử. Do nghi phạm Cao Thiên Tụ và người biện hộ đề nghị pháp viện xin phép biện luận tiền xét xử.
Pháp viện sẽ tiến hành xác định tư pháp đối với viện kiểm sát, xem có đầy đủ lý do đưa ra khởi tố nghi phạm hay không. Luật sư công tố, mời ông thuật lại vụ án và chứng cứ khởi tố của ông. Dạ biết thưa quý tòa. Vụ án xảy ra vào ngày 8 tháng 8 năm 1995, nghi phạm Cao Thiên Tự và Nam quốc tịch Trung Quốc Mã Văn Thái cùng người đàn ông Lai Ấn Ali Kabur rủ nhau tham gia một vụ án buôn lậu. Sau đó do phân chia không đồng đều, xảy ra xô xát ở khu vực Bích Sơn, Ma Cao, có số hiệu 6802C. Cao Thiên Tụ đã dùng một con dao nhọn có độ dài 20cm giết chết Ali Kabur. Sau đó, Mã Văn Thái đã chôn cất thi thể của Ali Kabur ở Bích Sơn, đồng thời đem dấu hung khí giết người còn lưu lại trên thi thể của Ali Kabur. Vào ngày 20 tháng 7 năm 2015, Mã Văn Thái đã khai cho La Quy Tính và Từ Tri Lực biết toàn bộ quá trình của vụ án này, đồng thời đích thân ký vào một tờ khai đề nghị La Quy Tính báo án với cơ quan tư pháp ở Ma Cao. Cảnh sát tư pháp dựa theo lời khai do Mã Văn Thái ký tới Bích Sơn đào được thi thể hài cốt của Ali Kabur. Còn La Quy Tính và Từ Tri Lực cũng đã tới nhà cũ của Mã Văn Thái ở bên Ma Cao tìm được hung khí giết người vào ngày hôm đó. Sau khi xét nghiệm ADN và dấu vân tay, trên hung khí còn lưu lại vết máu của Ali Kabur và dấu tay của Cao Thiên Tự. Dựa theo kết quả khám nghiệm, vết thương trên xương sườn của Ali Kabur trùng khớp với hung khí. Dựa theo những chứng cứ vừa nêu, viện kiểm sát cho rằng đã có đầy đủ lý do dựa theo điều thứ 129 luật hình sự ở Ma Cao đề nghị khởi tố tội giết người tăng nặng đối với nghi phạm Cao Thiên Tự. Cao Thiên Tự, ông có hiểu những cáo buộc mà luật sư công tố đề nghị với ông không? Tôi hiểu. Và ông có phản đối với chứng cứ do luật sư công tố đưa ra không? Có. Cứ nói. Lời khai của Mã Văn Thái đó là giả. Thưa quý tòa, tin chắc mỗi người quen biết Mã Văn Thái đều biết Mã Văn Thái thuận tay trái. Hiện nay hắn đang hôn mê bất tỉnh tại bệnh viện Hồng Kông. Dựa theo ghi chép bệnh án và hình chụp gần đây mà chúng tôi nhận được, thời điểm Mã Văn Thái nhập viện, xương tay trái đã bị gãy rồi. Dựa theo suy đoán thông thường, cho dù Mã Văn Thái dùng tay phải hay là dùng tay trái đã bị thương để ký cái gọi là lời khai này, chữ ký tuyệt đối không thể nào ngay ngắn như vậy được cả. Một người bị thương ở tay trái tuyệt đối không thể nào làm như vậy được. Chúng tôi cũng đã phân tích những chứng từ do Mã Văn Thái ký ở các quán bar. Sau khi giám định nét chữ, chuyên gia nói chữ ký trên tờ khai tuyệt đối không phải do đích thân Mã Văn Thái ký. Bản báo cáo ở trên tay tôi là do một chuyên gia giám định nét chữ nổi tiếng ở trên thế giới, ông David E. Kelly viết. Trong báo cáo này, ông ta ghi rất rõ ràng liên quan đến chữ ký ở trên lời khai và chữ ký trên chứng từ. Ông ta phát hiện có hai điểm hoàn toàn khác nhau. Thưa quý tòa, vừa rồi luật sư công tố thuật lại quá trình giết người đó. Tất cả đều dựa vào nội dung của lời khai này mới suy đoán ra được. Có nghĩa là nếu lời khai này là giả, thực tế bên công tố không có đầy đủ chứng cứ buộc tội thân chủ của tôi Cao Thiên Tự từng phạm tội giết người nghiêm trọng như vậy. Thưa quý tòa, tôi cần có chút thời gian để xác minh những gì luật sư biện hộ nó có phải là sự thật hay là không. Nhưng tôi muốn nhấn mạnh một điểm rằng chỉ dựa vào vết máu và dấu tay trên hung khí cũng đã có đầy đủ lý do tin tưởng rằng Cao Thiên Tự có liên quan tới vụ án giết người này. Luật sư công tố, tôi nghĩ bản thân của ông có lẽ cũng biết rõ, nếu lời khai này bị bác bỏ, vậy thì chỉ có dấu tay ở trên hung khí mới có thể có liên quan đến thân chủ của tôi. Nhưng mà dấu tay này in lên thế nào cũng rất khó nói. Không chừng là Mã Văn Thái giết người, thân chủ của tôi vì cứu người nên rút hung khí đó ra, cho nên dấu tay mới in lên cán dao thì sao? Luật sư công tố, nếu Mã Văn Thái tiếp tục hôn mê, không thể đích thân tới cho lời khai, đồng thời lời khai trước đó ông ta ký không thể nào chứng minh là thật. Tôi cảm thấy lý do khởi tố nghi phạm của viện kiểm sát thật sự yếu quá. Thưa quý tòa, do vụ án rất nghiêm trọng, vụ án đến nay đã gần hết thời hạn truy cứu là 20 năm rồi. Đừng nói thời hạn truy cứu 20 năm, nếu lời khai này là giả, hôm xảy ra vụ án là ngày nào, tháng nào, năm nào cũng không ai biết. Tôi yêu cầu tòa từ chối cho nghi phạm được phép bảo lãnh để viện kiểm sát có đủ thời gian tiếp tục điều tra, tránh để nghi phạm tìm cách bỏ trốn. Thưa quý tòa, tôi không biết pháp luật gì, nhưng tôi tin chắc Ma Cao là dùng đất pháp trị, tuyệt đối không giam giữ bất cứ ai trong tình huống không có bằng chứng gì, đúng không quan tòa? Thưa quý tòa, thân chủ của tôi Cao Thiên Tự là người nổi tiếng trong xã hội, tất cả kinh doanh của ông ta tính bằng vài trăm triệu. Nếu cứ kéo dài như vậy, không cho ông ta được bảo lãnh, không cho ông ta xuất cảnh, sẽ gây ra mất mát rất lớn đối với thân chủ của tôi, đồng thời cũng rất bất công. Cho nên tôi hy vọng quý tòa có thể dựa theo điều lệ tòa án khởi tố hình sự đưa ra quyết định không khởi tố đối với thân chủ của tôi, đồng thời lập tức thả người. Cảm ơn quý tòa. Ờ,
Ông Cao, có phải tòa quyết định hủy bỏ khởi tố em không? Đúng vậy. Thật ra ông đã dùng cách gì làm cho quan tòa hủy bỏ khởi tố vậy? Cách đó đơn giản thôi mà. Mọi chuyện là do thực tế không liên quan gì tôi hết. Có thể do tôi cây cao bóng cả cho nên có người dùng lời khai giả để vu khống tôi. Nhưng mà không sao, quan trọng nhất là điều tra rõ ràng thì được rồi. Ý của ông là có người muốn vu khống ông sao? Có phải tên đó hay không, tự thân tình đâu biết. Nhưng mà cái tôi cảm thấy lúc này không tiện nói ra, để tư pháp điều tra, để họ trả lại công bằng cho tôi. Có phải bây giờ ông không bị buộc tội gì nữa, không cần tới sở cảnh sát để trình diện không? Xin lỗi, tòa đã ký lệnh cho sở cảnh sát tiếp tục điều tra. Do công việc của ông Cao bề bộn vô cùng, cho nên quan tòa đặc biệt cho phép ông Cao trong thời gian bảo lãnh có thể xuất cảnh về Hồng Kông giải quyết công việc của ông ta. Nếu như viện kiểm sát cần tôi quay trở lại hỗ trợ điều tra, tôi nhất định làm tròn trách nhiệm của một công dân gương mẫu quay lại hỗ trợ. Nhưng ông còn một vụ giam giữ trái phép bảo lãnh tại ngoại, cấp ông xuất cảnh mà. Vụ án giam giữ trái phép tính tới nay vẫn chưa tiến hành giai đoạn khởi tố, bên cảnh sát vẫn còn điều tra. Chúng tôi sẽ rất chủ động đính chính toàn bộ sự việc. Chúng tôi tuyệt đối tin tưởng bên cảnh sát sẽ không khởi tố đối với vụ này. Xin lỗi, bây giờ ông Cao phải đi rồi. Ông Cao, chuyện này không liên quan tới ông. Các vị, người đang làm trời đang nhìn. Thế gian này luật pháp luôn công bằng. Cao Thiên Tửu này ngay thẳng đàng hoàng, tôi không cần lo lắng. Nhưng trái lại tôi cảm thấy người cần phải lo lắng chính là kẻ đã vu khống tôi, kẻ đã dùng lời khai giả để buộc tội tôi. Hắn phủi sẵn cái mông, chuẩn bị vô tù đi. Vậy đi. Có nhầm lẫn không? Tại sao vậy mà cũng có thể thả ông ra? Không phải chúng ta đã có đầy đủ chứng cứ buộc tội ổng rồi sao? Hình như họ đã hủy bỏ được lời khai của Terry rồi. Thôi đi anh Tín, chúng ta gọi cho luật sư Hồng hỏi coi đã xảy ra chuyện gì đi. Lát nữa anh gọi cho luật sư Hồng tìm hiểu thêm. Sếp Lý. Chào anh Lâm Quy Tính. Bây giờ chúng tôi nghi ngờ anh dính líu đến một vụ ngụy tạo chứng cứ giả dối, vu khống người khác. Vì anh ta chúng tôi về sở hỗ trợ điều tra. Anh nói gì vậy? Anh Tính, xảy ra chuyện gì vậy? Các người có nhầm lẫn hay không? Có nhầm lẫn hay không phải hỏi anh là mới biết được. Anh là không sao đâu. Anh theo Sếp Lê về tìm hiểu coi xảy ra chuyện gì, gọi cho luật sư Hồng giùm anh. Hôm đó anh cầm lời khai này của Mã Văn Thái đến sở cảnh sát để báo án. Anh nói với chúng tôi hôm đó anh đã bút lục lời khai của Mã Văn Thái, sau đó cho anh ta đích thân ký tên xác nhận. Anh có nói như vậy không? Có, tôi có nói như vậy. Hôm đó tôi còn hỏi anh tại sao anh giữ lời khai này bấy lâu, bây giờ mới chịu đem ra. Anh có thể thuật lại thêm một lần nữa hay không? Bởi vì ngay từ đầu tôi cũng không biết rõ những gì mà Mã Văn Thái nói là thật hay là giả. Tôi cũng sợ sau khi để Cao Thiên Tổ biết được sẽ bứt dây động từ, cho nên tôi tính là sau khi tìm được hung khí mới đi báo án sao. Là nguyên nhân đó thật sao? Hay là anh nhân lúc Mã Văn Thái hôn mê đã tự mình viết lời khai này, sau đó tiếp tục mạo chữ ký của Mã Văn Thái đem đi vu khống Cao Thiên Tự? Thực tế toàn bộ lời khai đều do mình anh thêu dệt dựng chuyện tạo ra. Có chuyện đó không? Chúng tôi điều tra rồi. Trước đây anh và Cao Thiên Tự từng nhiều lần xảy ra tranh chấp, cho nên anh mới tạo ra lời khai giả này để hạ bệ ông ta, đúng không? Xin lỗi sếp Lê, trước khi luật sư của tôi tới đây, tôi sẽ không trả lời câu hỏi này của sếp. Không thành vấn đề. Chúng tôi đã xin lệnh khám xét của tòa án rồi. Lát nữa sẽ có người tới văn phòng và nhà riêng của anh tiến hành kiểm tra. Nếu như anh vô tội, tôi nghĩ anh không chấp nhận chúng tôi làm vậy, đúng không? Con người của Cao Thiên Tự độc ác như vậy, rõ ràng là hắn giết người rồi, lý nào tòa lại thả ra chứ? Hắn nói với phóng viên là có người làm lời khai giả để hại hắn. Rõ ràng hắn đang nói dối. Tôi không hiểu tại sao quan tòa lại tin nữa. Đang ăn cơm sao lại quay về đây chứ, tôi chưa no mà. Đừng có hỏi nhiều quá mà, ngồi xuống đi. Lâm Lâm à. Cô Diêm, anh Tính có tới đây hay không? Dạ không có. Gọi điện thoại cũng không được. Anh đi đâu vậy chứ? Chúng tôi là cảnh sát Mà Câu, cho hỏi ai là người phụ trách? Là tôi đi, có gì không sếp? Đây là lệnh khám xét. Tôi muốn hỏi cô phòng của La Quy Tính ở đâu? Ở bên này, tôi đưa sếp đi. Có giống xé từ quyển sổ này ra không? Hình như là vậy á.
Cô cho hỏi cây giếng này có phải của La Quy Tính không? Ừ, phải đó. Nếu vậy khoảng sau 10 giờ tối ngày 20 tháng 7, cô có nhìn thấy La Quy Tính ở đây không? Ừ, không. Có lẽ lúc đó tôi tan sở rồi. Còn nhân viên bên ngoài kia có ở tới giờ đó không? Chắc là không. Cô có thể cho tôi xem danh sách những nhân viên trực ngày hôm đó không? Dạ. Alo. Chị Anh à, anh Tính bị cảnh sát bắt rồi, chị có biết xảy ra chuyện gì không vậy? Tôi không biết. Bây giờ tôi không tiện nói chuyện với cô. Hay là lát nữa cùng ra ngoài nói chuyện đi. Chị Anh. Chị Anh, lúc nãy em có gọi điện cho luật sư Hồng, anh nói anh Tính đang cho lời khai. Xảy ra chuyện gì vậy? Sao cảnh sát lại bắt anh Tính chứ? Lời khai của Terry là giả. Họ nghi ngờ anh Tính giả mạo chữ ký của hắn. Không lý nào. Anh Tính không phải hạng người như vậy. Sao chị không nói gì hết vậy? Chị cảm thấy anh Tính làm như vậy sao? Tại sao anh làm như vậy? Tại sao? Phải, Cao Thiên Tụ đáng chết lắm vậy, anh cũng không nên liều như vậy. Anh Tính làm như vậy là gì cô? Bởi vì cô bị Cao Thiên Tụ bắt đi, anh tìm mãi cũng không tìm được cô, anh sợ cô gặp nguy hiểm. Cho nên anh mới nghĩ ra cách này, để cảnh sát có thể bắt Cao Thiên Tụ, sau đó cứu cô ra. Tôi đã khuyên anh đừng nên làm như vậy. Tôi đã khuyên anh rồi, nhưng mà anh nhất định không nghe. Bây giờ bị phát hiện rồi. Nếu như anh phải ở tù, công ty này, tất cả những gì chúng tôi cùng xây dựng có thể sẽ mất hết tất cả. Tính sao bây giờ? Bây giờ em có thể làm gì đây? Tôi không biết nữa. Nếu cậu Tính thật sự giả mạo chữ ký của Terry, bị người ta điều tra được, đúng là sẽ bị ở tù. Anh Tính, về rồi sao? Sau khi rồi hai người còn chưa ngủ. Tính. Dì Hoa, tôi thấy hơi mệt. Có chuyện gì, ngày mai chúng ta mới nói đi. Con đi coi ảnh. Anh Tính à, sao giờ này anh mới về vậy? Em lo cho anh lắm. Em cứ sợ bên cảnh sát không chịu thả anh. Cảnh sát chỉ dựa theo thông lệ mời anh tới hỗ trợ điều tra mà thôi. Không cần phải lo lắng quá. Anh không sao thật chứ? Tin anh đi mà, có bao giờ anh gạt em đâu. Nhưng bây giờ anh lo nhất là em và má của em. Bên tòa đã quyết định không khởi tố Cao Thiên Tụ tội danh giết người, còn thả hắn ra nữa. Em cũng biết con người của hắn thù dai cỡ nào, hắn nhất định sẽ không tha cho mẹ con của em. Cho nên anh đã căn dặn Lâm Lâm đặt hai vé máy bay đi LA cho hai người rồi, mau chóng đưa hai người qua bển. Tại sao? Em không đi. Không được đâu, em không thể không đi. Anh đã bàn với anh hai rồi, anh sẽ kiếm chỗ cho hai người ở, còn làm thẻ lưu trú cho hai người nữa. Sau khi bay qua bên đó, nếu em không thích, hai người mới bay qua chỗ khác sao? Nhưng bây giờ quan trọng nhất là nhất định phải rời khỏi Cao Thiên Tự. Anh Tính à, đã tới giai đoạn này rồi, tại sao không nghĩ cho bản thân? Anh không thể chỉ biết lo cho em và má em. Anh đã hy sinh quá nhiều rồi. Nếu anh có chuyện gì thì tính sau đây. Hả? Em không rời khỏi anh đâu, em nhất định phải ở bên cạnh anh. Em khờ quá đi. Anh nói bản thân anh sẽ có chuyện hồi nào chứ? Anh đã hy sinh cái gì đâu. Anh đừng có gạt em nữa.
Thì anh đã nói hết cho em biết rồi. Con người của cổ luôn thích ăn nói lung tung gì đó, em không cần phải nghe. Hơn nữa, nếu thật sự có chuyện thì tính sao? Vì em, anh cảm thấy xứng đáng lắm. Đáng à? Anh tính, nếu họ thật sự buộc tội được anh, thì anh sẽ mất hết tất cả. La tính ký, uy tín của anh, tất cả mọi thứ đều không còn. Luôn cả tự do của anh cũng không còn. Nếu có thể dùng tự do của anh đổi lấy sự tự do cho em, anh cam tâm làm vậy mà. Không được, em không thể để anh có chuyện được. Em sao vậy? Em khờ quá đi. Anh nói là nếu như thôi mà, anh đâu phải nhất định là có chuyện. Họ chưa tìm được chứng cứ gì hết, bây giờ chưa chính thức khởi tố anh đâu. Không sao, không sao đâu mà, nín đi. Bây giờ anh hy vọng nhất là em và má của em mau chóng rời khỏi chỗ này. Anh tính, em không sợ. Cho dù chúng ta không thể buộc tội Cao Thiên Tửu giết người, chúng ta cũng có thể kiện hắn giam giữ trái phép, đúng không? Ngày mai em tới sở cảnh sát lấy thêm lời khai, tới lúc đó em nói sự thật, họ nhất định sẽ tin em. Chúng ta nhất định có thể làm cho hắn ở tù. Được rồi, vậy tối nay chúng ta ngủ sớm đi. Ngày mai anh kêu má em đưa em tới đó, được không? Cô Cao à, khiến cô đích thân tới đây cho lời khai thêm lần nữa, thật phiền cô rồi. Tôi có thể sẵn sàng bắt đầu. Hôm đó tôi tới nhà của bạn trai tôi là anh Tính. Đột nhiên tôi nhận được điện thoại, là một cảnh sát gọi cho tôi, nói anh Tính và má của tôi đột nhiên bị xe đụng, bị thương nặng, vô bệnh viện. Tôi sợ lắm. Tôi lập tức nói với vệ sĩ tinh hoàng của tôi. Lúc chúng tôi tới bệnh viện, tôi kêu ảnh đậu xe trước, còn tôi thì bước vào. Khi tôi bước vào trong, đột nhiên có một người đàn ông đứng sau lưng tôi, cầm con dao chỉ vào tôi, kêu tôi đi theo hắn. Người chỉ vào cô chính là Trung Quốc Bảo và hai người đàn ông lần trước mà cô nói hay sao? Phải, chính là hắn. Trước giờ Trung Quốc Bảo làm việc cho Cao Thiên Tụ, hai tên kia là đàn em của hắn, cho nên tôi dám khẳng định cái bẫy này là do Cao Thiên Tụ bày ra. Nhưng mà chúng tôi dựa theo lời khai lần trước của cô đã đi điều tra rồi. Hôm đó số điện thoại gọi cho cô được gọi từ trạm điện thoại công cộng. Thực tế không thể nào chứng minh được có liên quan tới Trung Quốc Bảo và Cao Thiên Tụ hết. Tôi gài bẫy bắt con gái của tôi, đúng là hoang đường. Nhưng dựa theo lời khai ban đầu của cô Cao thì đích thực cổ đã nói như vậy. Có thể là do nó giận tôi, phản đối nó cùng với bạn trai của nó. Bạn trai nó tức là La Quy Tính đã quen nhau, cho nên bây giờ nó trả thù tôi, vu khống cho tôi. Nhưng hôm đó khi chúng tôi lên trên đó, rõ ràng nhìn thấy cô Cao ý thức rất mơ màng, nằm ở trong phòng khách sạn của ông. Chuyện đó làm sao giải thích? Nhắc tới chuyện này thì dài dòng lắm. Con tôi biết tôi và bạn trai La Quy Tính của nó trước giờ đang đấu đá trong kinh doanh. Hôm đó nó biết tôi tới Ma Cao chuẩn bị để dự buổi họp báo, cho nên nó nhất định đòi tới công ty của tôi đôi co với tôi. Nó đã nói nếu như sau này tôi còn ngăn cản nó qua lại với La Quy Tính đó, nó sẽ cắt đứt quan hệ cha con với tôi. Cô đã tự nguyện tới tìm ông thật sao? Khổ nổi camera theo dõi của khách sạn tôi chưa lắp đặt xong, nếu không sếp sẽ nhìn thấy nó hiên ngang dõng dạc bước vô một mình nó. Đúng vậy, sếp Lê. Nè, dựa theo lời khai mà cảnh sát các vị cung cấp cho chúng tôi biết là hôm đó cô Cao đã từng đi chung với Trung Quốc Bảo, cùng ngồi xe tới khách sạn New K. Dọc đường, cổ đã gặp chốt gác do cảnh sát các vị lập ra. Các vị cũng đã hỏi thăm vị cảnh sát hôm đó phụ trách kiểm tra xe. Trong lời khai của người đó cũng đã ghi rất rõ ràng, lúc đó cô Cao không có gì khác thường. Đi đâu vậy? Đưa cô chủ về nhà. Cô chủ hả? À, họ là vệ sĩ của cô chủ. Phải, hai người này là do ba tôi phái tới. Trong tình huống vô cùng tự nguyện đi theo đám người Trung Quốc Bảo tới khách sạn, có đúng vậy không, sếp Lê? Lúc đó hắn cầm dao uy hiếp tôi, tôi làm sao mà chống trả chứ. Nếu tôi lên tiếng tôi sẽ gặp nguy hiểm, chẳng qua tôi muốn bảo vệ mình thôi. Nhưng tôi tuyệt đối không phải tự nguyện đi theo hắn. Cô Cao, đó chỉ là lời nói một chiều của cô thôi, chúng tôi cũng khó phân biệt thật giả lắm. Được, cho dù chuyện này không đủ chứng cứ cũng được. Lúc các vị tới nơi đã tận mắt nhìn thấy hắn giam giữ tôi mà. Bọn chúng còn dùng thuốc gì đó chích vào tay của tôi, làm cho toàn thân tôi mơ mơ màng màng, toàn thân tôi không thể cử động được, tôi sợ lắm. Đúng là hôm đó Nana cãi nhau với tôi, nó còn rất tức giận nữa. Cái đó thì bệnh băng đỏ của nó đã bộc phát, cho nên tôi đã cho người dìu nó vào phòng.
Tôi còn kêu bác sĩ tới khám cho nó. Bác sĩ đó họ Quắc. Bác sĩ Quắc nó đã tiêm mũi thuốc an thần giảm đau cho nó. Kế đó thì nó ngủ say. Còn tôi tiếp tục đi dự buổi họp báo của tôi thôi. Không lâu sau thì các vị ghé thăm phòng tôi. Đúng vậy. Những gì ông Cao nói hoàn toàn là sự thật. Bác sĩ Quắc cũng có thể làm chứng. Thực ra lúc đó khi các vị tới nơi cũng nhìn thấy mà. Con tôi không bị trói cũng không bị còng. Các vị không thể chỉ dựa vào lời khai một chiều của Nana nói là tôi giam giữ trái phép nó chứ. Các vị nghĩ coi, tôi là ba của nó mà, lý nào tôi làm những chuyện này chứ. Còn nữa, tôi có đóng góp rất lớn cho Ma Cao, các vị là một công dân tốt mà. Nói thật, đúng là hơi sốc đó. Phải đó, sếp Lê à. Bây giờ ông Cao đã giải thích rất rõ ràng rồi. Vụ việc này từ đầu chí cuối chỉ là chuyện gia đình tranh chấp mà thôi. Thực tế các vị không có đầy đủ chứng cứ buộc tội thân chủ của tôi, ông Cao đây từng phạm tội giam giữ trái phép. Có thể nói, quan Thanh Liêm khó xử chuyện gia đình. Gần đây tôi đã bị cảnh sát quấy nhiễu nhiều lắm rồi. Tôi thật sự hy vọng cảnh sát các vị đừng làm phiền tôi nữa. Tại sao các người không tin tôi chứ? Hắn đã giam cầm tôi, hắn là cầm thú, hắn muốn làm nhục tôi. Tại sao các người không tin tôi chứ? Không được, tôi nhất định phải kiện hắn ở tù. Cô Cao à, cô bình tĩnh trước đi. Chúng tôi cũng muốn giúp cô lắm. Nhưng mà cô phải hiểu là cảnh sát chúng tôi làm việc chú trọng chứng cứ. Nếu cô không có nhân chứng vật chứng nào khác thì chúng tôi khó lòng giúp cô lắm. Thế gian này có còn công lý không? Nếu không nhờ anh Tính tới cứu tôi kịp thời, bây giờ tôi sẽ như thế nào? Tại sao các người nhất định không tin tôi? Cô Cao à, cho dù tất cả những gì cô nói là thật thì chúng tôi cũng không tài nào kiện hắn giam giữ trái phép được. Thật sự tôi không ngờ họ lại thả Cao Thiên Tụ ra. Hắn đúng là xảo quyệt. Mọi chuyện đều nằm trong tính toán của hắn. Cho dù là sự thật thì sao chứ? Cảnh sát cũng không làm gì được hắn. Thực tế chúng ta đấu không lại hắn. Hai người đúng là không ra hệ thống gì. Cứ đi theo cái thằng đậu phộng này. Có ba, có chồng cũng không biết lo. Đúng là không biết liêm sỉ. Anh nói chuyện cẩn thận một chút. Sao hả? Giận lắm sao? Có chứng cứ thì kiện tôi đi. Phải thì nhanh lên đi. Tôi sắp về Hồng Kông rồi. Từ nay không qua lại Ma Cao nữa. Nè, không bao lâu thì hạn truy cứu 20 năm sẽ trôi qua. Tới lúc đó cho dù Terry tỉnh lại thì cũng vô phương. Tất cả đều muộn quá rồi. Còn mày nữa thằng đậu phộng, nay mai mày phải vô trong đó rồi. Đến lúc đó mày không thể lo lắng cho Nana nữa. Vậy thì là sinh nhật của tao và nó. Tao sẽ cùng nó mừng sinh nhật. Tao sẽ thay mày chăm sóc Nana. Na 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 na. Mày dám đánh tao trước sở cảnh sát? Tên cầm thú này, tôi không đánh ông, tôi không phải là con người. Anh Tính, loại người này thiếu gì người dành nhau để đánh hắn. Được, bây giờ tao vô rỗng kiện mày thêm một tội đánh người nữa. Sao hả? Ông giận lắm sao? Nếu có chứng cứ thì cứ kiện tôi đi. Hả? Mày đừng tưởng ở đây tao không dám đánh mày. Tao. Nè mấy người làm gì đó? Sếp à, không có gì. Nói chuyện thôi, ông tự mình té thôi. Không phải đâu sếp à. Sếp coi, hắn đánh tôi nè. Hắn đánh tôi, hắn không đánh có tôi. Gì đó. Tại ông tự dấp té thôi, tôi có thể làm chứng. Tôi cũng có thể làm chứng. Nè mấy người đừng gây rối đây nha, đi mau đi. Nè nè, vậy là sao hả sếp? Không phải chứ. Nè, sao vậy? Ông Cao, xảy ra chuyện gì vậy? Sao ông bị thương vậy? Thần của ông biểu thì đi khám bác sĩ đi. Đi vệ sinh tới giờ này. Xin lỗi ông Cao. À, xe tới rồi. Thằng đậu phộng, cú đấm này tao tặng cho mày. Mày đợi vô đó ngồi đi. Tính, tôi cậu muốn đánh hắn lắm. Nhưng đây là sở cảnh sát. Nhưng lúc này cậu không thể xin thêm nhiều chuyện. Alo, luật sư Hồng hả? Được, tôi lập tức tới ngay. Luật sư Hồng tìm anh, hay là hai người về trước đi? Anh Lan, ngồi đi. Luật sư Hồng, có phải có chuyện gì quan trọng hay không? Sao tìm tôi gấp quá vậy? Là một tin xấu. Tôi có người bạn ở sở cảnh sát báo với tôi. Bản báo cáo của tổ giám định đã có rồi. Chứng minh được hôm qua cảnh sát tới văn phòng của anh tìm được một quyển sổ tài có chất liệu giấy hoàn toàn trùng khớp với chất liệu giấy trên lời khai của Mã Văn Thái anh đã giao cho cảnh sát. Còn nữa, cảnh sát tới văn phòng của anh tìm được một cây bút mạ vàng, độ lớn nhỏ của ngòi bút và thành phần của bằng viết
cũng hoàn toàn trùng khớp với chữ ký giả mạo của Mã Văn Thái. Cảnh sát bây giờ đã nắm bắt được đầy đủ chứng cứ nghi ngờ giả mạo chữ ký của Mã Văn Thái là do anh giả mạo. Có thể bên pháp viện sẽ dùng tội danh cản trở sự công bằng của tư pháp khởi tố anh. Luật sư Hồng à, nếu cảnh sát thật sự khởi tố tôi, phần thắng của chúng ta có cao hay không? Động cơ, vật chứng và giám định của các chuyên gia, tình hình không lạc quan chút nào. Nhưng nếu anh nhận tội, không chừng khẩn cầu sẽ được xử nhẹ hơn. Anh có nhận tội không? Nhận tội. Anh tự mình suy nghĩ cho kỹ đi. Nếu bị họ khởi tố thành công, sẽ rất nghiêm trọng đó. Nếu cảnh sát thật sự khởi tố tôi, phần thắng của chúng ta có cao hay không? Coi bộ không lạc quan chút nào. Cản trở sự công bằng là tội rất nghiêm trọng. Hình phạt cao nhất là án tù 3 năm có kỳ hạn. Alo. Alo anh Tính, em đây. Luật sư Hồng tìm anh có gì không? Có phải có liên quan đến chuyện cảnh sát nghi ngờ giả mạo chữ ký không? Vậy luật sư Hồng nói sao? Đâu có đâu. Đâu có cái gì? Anh Tính à, anh nói cho em biết đi. Nè nè, lúc trước anh thường không hiểu tại sao anh hai phải làm như vậy. Nhưng mà bây giờ, cuối cùng anh cũng đã hiểu tâm trạng của anh rồi. Anh nói gì vậy? Có phải xảy ra chuyện gì không? Không phải. Không có gì. Chờ anh về đi, anh sẽ không sao đâu. Sếp Lê kêu tôi tới để cho lời khai chi tiết hơn. Tôi nghĩ là họ cảm thấy chắc chắn trong lời khai của tôi có nhiều kẽ hở lắm, cho nên gọi tới để hù dọa. Tôi nghĩ họ sẽ cảm thấy chữ ký trên lời khai của Terry chắc chắn là do tôi ký. Ông chủ, anh có nhớ lần trước anh có nói với cảnh sát là anh đã tận mắt nhìn thấy Terry ký tên lên tờ khai hay không hả? Có, tôi có nói như vậy. Anh nói gì thì thiệt thôi rồi. Dù sao chút nữa anh cũng phải tới đó bổ sung lời khai. Nè, anh cứ nói với họ như vậy đi. Anh nói lần trước nói hơi lủng củng một chút. Thật ra sau khi anh viết tờ khai cho anh ta xong thì bỏ đi vệ sinh. Lúc anh quay trở ra thì nhìn thấy tờ khai đã được Terry ký tên vào rồi. Nói như vậy có khác biệt sao? Đương nhiên là có. Nếu như sau này ra tòa cần phải biện hộ cho anh, anh vẫn còn kẻ hở đi đi. Ít ra khi quan tòa hỏi anh có biết ai đã ký tên vào hay không, anh có thể nói không biết mà. Nghe cậu nói vậy hình như có chút lý lẽ. Lời khai đã ghi xong rồi, bây giờ để coi bên cảnh sát có chấp nhận cách nói của anh không. Cơ hội mà họ khởi tố tôi có cao không? Tình hình không lạc quan lắm, nhưng tạm thời không cần lo lắng quá. Tôi sẽ tiếp tục theo dõi giùm anh. Có tin tức gì tôi lập tức báo cho anh biết liền. Cảm ơn anh, luật sư Hồng. Cánh gà nướng này đúng là ngon thiệt. Lâu lắm rồi cả ba chúng ta không ngồi xuống đây cùng ăn cánh gà nướng rồi. Cũng may tình cảm của chúng ta không thay đổi, còn thân hơn trước nữa. Bộ anh nhớ sao? Nhớ chứ. Nè, lúc đó em nói với anh mà, em nói cả ba chúng ta luôn là bạn rất thân với nhau, còn nói chúng ta đã cùng nhau vượt qua rất nhiều khó khăn. Em còn nói cậu Tính là bạn thân, là cộng tác của chúng ta mà. phải, có kiếp này không có kiếp sau. Nhưng mà có một chuyện tôi thật sự không hiểu. Nếu như em nói chúng ta thân như vậy, tại sao hai người không có nói một câu nào, cứ nhìn mặt nhau như vậy, tại sao không ăn cánh gà? Thật ra có phải em gạt anh không đó? Phi à? Hả? Lý nào dẫn anh lại đi gạt cậu chứ? Hai người không chỉ là bạn thân của tôi, còn là cộng tác tốt của tôi nữa. Tôi đã coi hai người là người thân của tôi rồi. Anh à, cầm lấy đi. Sao đưa nhiều tiền cho em như vậy chứ? 50 triệu này anh đã để dành bao nhiêu năm nay? Em coi như giữ giùm cho anh cũng được, đầu tư giùm anh cũng được. Tóm lại nếu như em cần tiền xài, cứ việc lấy xài.
Em biết anh đang nghĩ cái gì mà. Em biết là anh đang nghĩ cái gì mà. Anh sợ bản thân ở tù chứ gì. Anh đưa sẵn tiền cho em để làm gì chứ. Bây giờ anh đang lo hậu sự hay sao? Hả? Không phải em. Em coi như là tiền bảo hiểm đi. Bây giờ anh đang gánh vụ án kia mà. Sau này cũng không biết sẽ ra sao nữa. Tức là nếu lỡ như bị buộc tội, là tin ký sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Anh sợ sẽ liên lụy tới em, cho nên anh tính đưa số tiền cho em, làm lại từ đầu em mở tiệm khác đi. Hả? Em làm lại từ đầu cái gì chứ? Em biết làm kẹo đậu phộng hay sao? Ê nè, cậu ở tù, vậy thì ba chúng ta không được ngồi chung ăn cánh gà nướng rồi. Em đừng có khóc nữa. Ngoan, không sao. Ngoan, không sao. Không sao, ha, không sao. Sóng gió lần này thật sự rất là lớn. Là một cú sốc lớn nhất mà là Tinh Ký phải đối mặt từ trước tới giờ. Anh sợ luôn cả bản thân anh cũng không chịu nổi. Anh Tính, hay là tự thú đi. Tự thú không chịu quan tòa sẽ xử nhẹ hơn. Nếu anh nhất định không chịu nhận tội, đến khi anh bước ra tòa họ sẽ xử anh có tội đó. Người ta sẽ cảm thấy anh là người xấu. Tới lúc đó là Tinh Ký chết chắc đó. Em yên tâm đi, anh nhất định bảo vệ là Tinh Ký. Ở là Tinh Ký còn nhiều người theo anh kiếm ăn. Anh không thể để nó sụp đổ được. Anh cũng không được sụp đổ.而世界再静不了，而对抗再动不了。谁可见手那些弱点？谁信仰每日改变？谁放过背后的剑？人活着自然亦难免。假使手乱回渐先，谁背负诺言？无人可以叫巨轮停下半秒。良心发现，可否再让我开始？ 但天可有半点光影，如何可将它扭转？抵不过只手遮天，谁可改变？叫巨轮停下半秒，良心发现这恨。